Hello. Oh, let's do some work. Là bên mình sẽ làm cho cô bài này nhá. Bài 1. Câu 1 không biết là câu sao. À, mình sẽ bỏ câu 1 đi nhá. Làm cho cô từ câu 2, 3, 4, 5 đi. Rồi, câu 1 là C à? Cô bảo cô một bỏ đi. Cô một cô thấy Nhật không câu 2, câu 2 là C. cô ba. B. Bốn là A. Câu 5 là B. Đây đúng không? Bây giờ mình sẽ xem nhá. Culture này. Bạn phải chú ý nhé, đây là culture.
Culture nặng đúng không? Culture. Chỗ này này. Feature, literature. Đây là chapter, chapter đúng không? Mình gọi là chapter, bình thường là gọi là chapter ấy đó, chapter nhưng mà không đọc là bao giờ là counter cả mà phải là culture đúng không? Feature, literature, đây là chapter. Đáp án B nhá. Care, cheese, child, cái này là architect đúng rồi. Cái này là advanced, imperial, academy này, around, bang này là đúng không? Đây là advanced. Cái này nhá. Emperor, cái này là recognition, recognition. Đây là tablet, tablet. Đây là temple, thế là đáp án này nhá. Đây là temple, E này. E này. E này. Đấy. Emperor, recognition đấy. Tablet và temple. Bạn sẽ để ý cho cô một chút nhé, vì có thể là cái này nó sẽ rơi vào kiểm tra. Unit 6 cũng là một unit quan trọng, không chưa? Dạ. Bây giờ bài này sẽ khó hơn một chút đúng không? Làm cho cô 4 câu đầu tiên nhé. Rồi, câu 1 là B à? Câu thứ 2 nào? Câu thứ 2 là D à? Mai nào? D à? Là 4 hả? C à? Bạn phải chú ý nhá. Là bây giờ cô hướng dẫn này. Rất là nhiều các cái tháp
Chăm ở Ninh Thuận đúng không? Tỉnh Ninh Thuận này thì đã được phục hồi thì đúng rồi. Và bây giờ thì chúng đã thu hút được rất nhiều khách trong và ngoài nước. Thế thì ở đây nếu chúng có nghĩa là gì nhỉ? Được phục hồi thì là chúng được người chính phủ phục hồi đúng không? Thì dùng câu bị động đúng rồi. Và chúng đã thu hút thì bản thân chúng cũng có thể thu hút, không cần thiết phải bị động đúng không? Thì ở đây bạn chọn B đúng rồi. Đấy. Câu 2 này. Thì bạn phải dịch ra nhá. Minh mạng tomb là cái lăng mộ, được chưa? Lăng mộ của vua Minh Mạng này thì được khởi công xây dựng vào năm 1841. Was started đúng rồi này. Thế thì và nó cũng phải complete nghĩa là gì nhỉ? C đúng không? Và Một nó gì sẽ được hoàn thiện nhé. Nghĩa là câu 1 thì attract thì bản thân nó có thể thu hút được khách du lịch thì đúng rồi, không cần thiết phải là cái gì câu bị động đúng không? Phải là câu chủ động. Nhưng mà như câu 2 thì nó phải là được khởi công xây dựng và được hoàn thiện nhá, chứ bản thân nó cũng không thể tự gì tự hoàn thiện được mà phải có người khác. Nên là sẽ là C này. Câu này nhá, bạn làm cũng đúng rồi, là rất nhiều hoa đã được trồng ở Đà Lạt qua các năm đúng không? Thế thì bạn để ý cho cô này. Tất cả các từ ví dụ như là có were, was này thì sau nó phải là gì đấy? Động từ như nào? thứ hai Thế bây giờ bạn thấy bản thân cái câu C này, check này nó có ED không? ông à Nghĩa là bạn chỉ cần gì nhỉ? Phải có cái sự gọi là tính thống nhất nhá. Nghĩa là con chỉ nhìn thấy là ở trên các cái từ mà câu bị động mình đều đang là be phân từ hai, mà ở đây cũng có to be đúng không? Đấy thì cũng thì một phải là ít nhất cũng phải là verb in hoặc là verb ed nhá. Chứ ở đây không thể nào mà tự nhiên lại là đã phân từ à có to be mà lại là một động từ nguyên thể được. Thế thì có hai đáp án nào có thể bỏ ngay B và C đi. Đấy vì nó không phải phân từ hai, ở đây sẽ là were graded nhá. Graded là được chấm điểm. Nhớ cho câu này nhá. Đấy nghĩa là những bài thi ở cuộc thi đình sẽ ở trong quá khứ, cuộc thi đình trong quá khứ thì sẽ được chấm điểm bởi ai đây? Bởi vua. Được chưa? Graded được chấm điểm. Chú ý rất kỹ cho cô cái phần câu bị động và chủ động nhá. Nghĩa là mình phải dịch ra xác định được đâu là chủ động, đâu là bị động. Nghĩa là một vật thì nó có thể làm được những gì và nó không thể làm những gì. Và mình sẽ làm cho cô từ câu số 5 này. 5 cho đến 8 nhé.
Công năm là à. Sáu nào? B. Bảy nào? D. Tám nào? À. Và chín luôn rồi nhỉ? Bạn đọc một lúc nữa nhé. À. Giờ mình sẽ chữa này. Văn miếu Quốc Tử Giám này thì được bao quanh bởi các cái cây lâu năm và chứa đựng rất là nhiều thứ hay ở được rồi. Thì bạn cũng đã dịch câu này đúng rồi đấy, nghĩa là cái đầu thì là sẽ là phải là câu bị động là được vì có cái từ bài đúng không? Đấy, còn ở sau thì là chủ động vì là nó bản thân nó có thể chứa đựng được chứ không cần phải bị chứa đựng hay được chứa đựng gì đúng không? Mà là bản thân nó chứa đựng. Four statues là bốn bức tượng, đúng rồi, bốn bức tượng. Rồi, đây là số nhiều này, vì thế nên là sẽ là were erected, được dựng nên. Erect sẽ là được dựng nhé. Rồi, bia tiến sĩ. Những bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484 này. Rồi, cái này cũng số nhiều. Were recognized là được công nhận, đúng không? Được công nhận. Relics là gì, còn nhớ không? Di tích à? Đúng rồi. Di sản, à di tích được chưa? Rất là nhiều di tích quý báu thì are kept. Đúng rồi. Làm cô câu 10, 11, 12 nhé. Câu 10 là D. 11 11 là C. 12 là B. nhà mình sẽ nhá. Được thành lập đúng không? Đúng rồi, thành lập là founded. Thành lập thì đi động từ hiện tại của nó là found đúng không? Và quá khứ của nó sẽ là founded này, thành lập đúng rồi. Are sold, được rồi. Is regarded as, đúng rồi. Còn nếu như mà dùng consider thì phải là, ở đây phải có is, đúng không? Nó thiếu is ở câu C. Nên là câu C không đúng này. Ok. Là được coi như nhá. Is regarded as hoặc là is considered to be sẽ là được coi như. Bạn sẽ làm cho cô từ 13 đến 18. À, 13 đến 17.
Rồi. Nào câu 13 nha. Câu 13 D. 14 là C. 10 là D. Mười sáu là A. Bảy là C. Có years ago thì thế là was built đúng rồi, đây là quá khứ đúng không? Tiếp này is located đúng rồi, được tọa lạc ở gần biển này. Are taught and supported đúng rồi. Câu 16 nhé, phải chú ý cho cô thật kỹ này. Cái câu mà be used to verb in ấy. Be used to verb in nghĩa là gì nhỉ? Quen với việc gì đúng không? Đấy. Nhưng mà bạn phải chú ý cho cô này, quen với việc gì nhưng mà chủ ngữ phải là gì? Là người đúng không? Chủ ngữ phải là người chứ, bởi vì thì nó thì chủ thì mới quen được làm hoặc là một cái vật thể sống đúng không? Thì nó mới quen dần với, chứ còn vật thì có cần những cái vật vô tri vô giác như là bút chì, điện thoại, thiết kẻ các thứ thì có nó có quen được với cái gì không? Nó cần thiết phải làm quen với cái gì không? Nghĩa là cái hành động mà quen với việc gì, nghĩa là ví dụ như là khi mà bạn chưa quen, ví dụ như bạn tập đi xe đạp chẳng hạn, những ngày đầu tiên thì bạn chưa quen, xong dần dần bạn tập đi nhiều ấy thì bạn quen với việc đó, trải qua một quãng thời gian tập luyện hoặc là một quãng thời gian làm quen thì bạn sẽ quen dần với việc đó, khi đó mình sẽ dùng mẫu câu này. Thì đương nhiên nó sẽ phải là dùng cho những cái vật thể sống như là người hay là ít nhất là các cái con vật, động vật đúng không? Còn Rồi. gì, Imperial Academy nó là một cái gì? Nó chỉ là một cái quốc tử giám, một cái trường. Một cái trường là một cái gì? Cái vật thể vô tri vô giác. Vì thế nên là ở trong câu này nhá, cái mà từ use này này, trong câu này từ use lại vẫn mang chỉ mang nghĩa là gì? Được sử dụng thôi. Được chưa? Từ use trong Rồi. cái vẫn mang nghĩa là được sử dụng. Thế câu này được dịch là gì? Cái quốc tử giám thì được sử dụng để giáo dục các người trẻ. Thế phải đáp án nào nhỉ? Được dùng để giáo dục người trẻ cho đất nước. Được dùng thì tất nhiên sẽ được dùng. C, đáp án C nhá. Đấy, thầy hiểu cho cô cái đoạn đấy. Chứ bản thân cái quốc tử giám đấy, cái bản thân nó ấy, nó là một cái trường đúng không? Nó không phải là người. Thì nó có phải bản thân nó phải là cái người giáo dục các bạn học sinh không? Không, phải là các thầy cô mới là người hướng dẫn đúng không? Còn bản thân nó chỉ là một tịnh, là một cái trường thôi. Đấy, vì thế nên ở đây mình không thể nói là nó sẽ quen việc giáo dục các người trẻ được. Nếu như mà bạn dùng A thì sẽ là nó đã quen dần với việc giáo dục người trẻ, nhưng mà bản thân nó chỉ là một cái ngôi nhà thì làm sao mà giáo dục được ai đúng không? Nên câu này, cái từ use ở đây vẫn chỉ mang nghĩa là sử dụng, được sử dụng để giáo dục. Đấy, thì khi bạn làm nhá, cái dạng bài này nó sẽ rất là kiểu đánh lừa, và bạn sẽ phải chú ý cho cô xem là cái chủ ngữ là người hay vật này. Đấy, được chưa? Người hay vật, tất nhiên là các cái con chó, con mèo ấy cũng là động động vật ấy, nói chung là những cái mà mang tính chất thể sống ấy, alive ấy, sống ấy. Đấy, thì lúc đấy bạn cũng sẽ thì thường là mới sử dụng cái be used to verb in nhá, nghĩa là quen dần với việc gì. Còn nếu như nó chỉ là một cái vật vô tri thì có thể là cái từ use đấy chỉ mang đơn giản mang nghĩa là được sử dụng thôi. Tất nhiên là phải tùy theo câu như thế nào đấy, nhưng mà đa số sẽ là như vậy. Thì bạn sẽ làm và bạn sẽ dịch ra xem nó có phù hợp không. Khi bạn làm những câu này, bạn dịch ra ví dụ như là quen dần với việc gì, nó có phù hợp trong câu đấy không, hay là phải dùng từ là được sử dụng để làm gì sẽ hợp hơn. Nói chung là bạn sẽ phải dịch ra và bạn xem cái nào nó logic hơn, nó phù hợp hơn thì bạn sẽ dùng. Câu 17 này. Carefully prepare, đúng rồi, là được chuẩn bị kỹ càng rồi sẽ đi thi đúng không? Tiếp nốt 18, 19, 20 nhé.
Ở đây nhá thì ở đây người ta bị viết lộn đấy. Was xong rồi ở đây mới là in nhá. Vâng. Oh, 18 B. Chín. 19 là D. 20 là B. Nhìn chung bài này nhá thì bạn cũng sẽ tập trung vào những cái câu mà vừa rồi ấy, những cái câu này này cũng sẽ là dễ sẽ xuất hiện trong các cái bài kiểm tra của mình. Đấy, vì nó cũng cứ xuất hiện trong sách rồi ấy. Cái gì đã xuất hiện trong sách thì nó sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Hãy viết các câu sau sử dụng câu bị động này. Mình sẽ làm những cái câu mà nó mang tính đây, bạn sẽ làm cho cô câu 7 đến câu 10 nhé. Thế cô muốn là bạn làm cho cô cái việc này thì nó sẽ chuẩn xác hơn này, là bạn sẽ viết ra giấy cho cô nhá. Đấy, sau đó khi mà đọc cho cô lên thì cô đánh lên bảng và con sẽ soát, con nhìn lại là từ trên giấy cho lên bảng nó có sai gì không. Nghĩa là khi mà bạn đọc thôi ý, thì có thể là bạn sẽ về nhìn chung là bạn đọc đúng, nhưng mà khi bạn viết ra thì có thể bạn sẽ bị các cái lỗi là thiếu gì S, thừa S hoặc là thiếu Gì ED. cả. Đấy, đúng rồi. Nên bây giờ bạn sẽ luyện tập bằng cách cho cô là viết vào giấy. Đấy, sau đó đọc lên cho cô và khi cô viết lên bảng thì con sẽ nhìn soát xuống là mình có bị sai chỗ nào không. Đấy, hướng đến cái sự là mình sẽ cố gắng làm cho nó thật là chính xác.
Rồi, câu 1 là The Imperial Academy was built as the first university in Vietnam by King Lý Nhân Tông. Không? Còn một cái thông tin rất quan trọng nữa là in gì? Không? Vâng. Các bạn đừng có bị mất năm nhé, vì nó cũng là một thông tin vô cùng quan trọng đấy. Was built as the first university in Vietnam by King. Trong vừa có in 1076 Rồi. okay. Thế câu 8 là gì nhỉ? My town is visited every Còn gì không? year. Chỗ này mình bị quên mất một nhá, thường chỉ có people hay là dây mới bỏ thôi, còn tourist vẫn quan trọng mà. Well, 500 of tourists. Nhớ cho cô nhá, thường là chỉ có gì cái từ people không ấy. Chỉ có cái từ people không hay là cái từ they thôi. Đấy. Như vậy. Còn những cái từ tourist cũng rất là quan trọng mà, hundreds of tourists. Đây là cô 9 này. Khuê Văn Pavilion symbol is used on all street signs of Hanoi. Cell phone are used. Có a lot of people bạn vẫn đưa vào nhá. Khi mà people nhưng mà có gì? Những cái ví dụ hundreds of people hay là a lot of các thứ bạn vẫn đưa vào nhá. Tại sao lại phải đưa vào? Bởi vì nhá, khi mà người ta nói people hay là they không ấy, people không thì ý nó là toàn thể mọi người đúng không? Đấy, toàn thể mọi người nên là thôi cũng bỏ đi được. Nhưng mà cái câu này là gì? Rất nhiều người sử dụng điện thoại di động. Thế thì rất nhiều người nhưng mà có phải là toàn thể không? Không, bởi vì là đúng rồi. A lot, kể cả tùy dù là rất nhiều nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đúng không? Đấy, em bạn vẫn đưa vào là cell phone được sử dụng bởi rất nhiều người nhé, chứ không phải là cell phone được sử dụng nhưng mà không phải là tất cả đều sử dụng đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang unit 7 này. Thế thì ở nhà bạn cố gắng ôn lại cho cô cái phần câu bị động nhá. Và Làm cho cô 5 câu đầu tiên nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Hãy
Dạ. Câu 1 là A. Câu 2 là gì? A. Câu 2 là A. Vâng. Tiếp tục. Câu 3 là D. Và bốn là D. B. câu 4B á. Câu 4B. Câu 5C. Đây mình sẽ xem này, car, date, lazy, hate. Đúng rồi, câu này đúng này. Train, cái này vẫn là A nhá. Train nhá. Train, A, train này. Wait, wait, đây là set, set, đây là paid, paid. Chưa? Cái khi nào chữ này này bạn ạ? Chữ say mà ở nguyên thể mới là say, mới là ei nhá. Đây là set. Okay. Đây là sailing này, sailing A này, railway, rainstorm A, và đây là captain. Đúng rồi, captain. Safety, taste, waste, chat. Đúng rồi. Center, left, belt, center này, left, belt. Và đây là security, security. C nhá. C, security. Security nghĩa là an ninh đấy, an ninh trật tự đấy. Wow. Sẽ làm cho cô 1 đến 6 nhé. Và xong 6 là mình có thể nghỉ nữa. Nên là cố làm nốt cho cẩn thận. Câu 1 là C. Câu thứ 2 là B. Câu 3 là B. Câu 4 là C. Câu 5 là C. Câu 6 là D. Where a helmet thì này. Rồi cái helmet là cái gì nhỉ? Gọi hiểu mà. Cũng là hiểu. Traffic rules. Cái này nhá. Bạn sẽ là chúng ta nên đợi đèn xanh xong rồi wait for something to work nhá. Thì chúng ta sẽ nên đợi đèn xanh trước khi qua đường là đợi đèn xanh các bạn. Have to, cái này phải là sau từng nhá.
Fashion cho Sibel nhé cô. Bạn sẽ nhớ cho cô cái cụm fasten nhá. Fasten your seat belt nhá. Nghĩa là seat belt thì bạn dùng cho cô là fasten nhá. Thắt dây an toàn. Bạn nhớ cho cô là khi bạn nhìn thấy từ seat belt này thì bạn sẽ dùng cái từ này nhá. Đấy. An toàn. You should walk across the street on zebra crossing. Đúng rồi, cái vạch vôi trắng. Ok. Đây thì để cho cô là wait some, for something xong rồi tu vớt nhá. Đấy, sau đó là seat belt là dùng với fasten. Thì hôm nay cô nghĩ là cô cũng sẽ gửi cho bạn một bài tập ngắn ngắn để bạn ôn. Vì là mình cũng gọi là đang trong giai đoạn ôn ý, thì một tuần mình cũng nên làm một chút bài tập. Đúng không? Vâng. Rồi đấy, thứ năm thì mình sẽ chữa bài đấy. Thank you and see you next time. Bye bye. Bye bye.